Đấy, các bạn nghe tiếng kêu của cái không lót chân và đã lót chân. Đấy, ok. Đây là miếng xốp nhỏ. Các bạn sẽ lót chân cùng với mình. Lên hẳn vào đây luôn. Đây là một cái miếng dạng xốp mềm nhé, rất là mềm êm. Bạn nào mà không có cái dính sẵn ở đây, các bạn thể dùng một chút keo nhé, nếu mà có rồi thì thôi không cần. Đơn giản như vậy thôi. Xuống đây. Đó, các bạn đi. Êm luôn. Êm luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh YouTube Cám Chim Đất Việt. Website camchimdatviet.com.